Chúng ta dùng kem chống nắng xong nó bị nổi mụn. Chúng ta dùng sản phẩm tẩy bào chết xong da chúng ta trở nên nhạy cảm hơn. Hay là nhiều sản phẩm kem dưỡng chúng ta bôi vào nhưng nó không hề có kết quả. Liệu đấy là do sản phẩm nó không tốt hay là do cái cách mà chúng ta chăm sóc da nó chưa đúng? Trong cái video này, bác sĩ Ngọc sẽ chia sẻ cho các bạn từng bước cách mà chúng ta có thể là chăm sóc mọi loại da như nào cho nó đúng cách để chúng ta đảm bảo cái hiệu quả cao nhất từ những cái sản phẩm của chúng ta đang sử dụng nó hàng ngày. Ok, chào các bạn, mình là bác sĩ Ngọc. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái chủ đề đó là việc chăm sóc da. Cái chủ đề này gần như ai chúng ta cũng phải làm nó hàng ngày. Nhưng liệu chúng ta đang làm có đúng hay không? Khi mà chúng ta đi ra ngoài rất là nhiều các cửa hàng đúng không ạ? Chúng ta có rất là nhiều những sản phẩm để mà chăm sóc da, sữa dưỡng, serum, kem chống nắng. Và khi mà chúng ta mua thì lại, nếu như mà chúng ta mua từ một hãng thì có thể là chúng ta được hướng dẫn là cái cách để mà chúng ta bôi bước 1, bước 2, bước 3 như thế nào. Nhưng mà thường khi mà chúng ta mua ấy thì chúng ta mua của rất là nhiều những cái sản phẩm của các hãng khác nhau. Và khi mà chúng ta về chúng ta liệu chúng ta kết hợp nó như thế nào để nó đảm bảo hiệu quả cao nhất. Và chúng ta phải dùng nó từng bước như thế nào, ngày nó có khác đêm hay không. Thì đấy chính là câu trả lời cho các bạn ở trong cái video này. Ok, đầu tiên trước khi mà chúng ta đi sâu vào ấy, chúng ta sẽ phải hiểu được là cái cách, cái nguyên tắc để mà chúng ta phối hợp các sản phẩm lại với nhau như thế nào cái đã. Các bạn sẽ phải hiểu được nguyên tắc trước để khi mà chúng ta về chúng ta sẽ dùng đúng cái sản phẩm của mình. Chúng ta sẽ hình dung khi mà chúng ta muốn đưa những cái sản phẩm mà vào trong da chúng ta. Bình thường thì ở trên bề mặt da chúng ta nó sẽ có một cái lớp sưng ở trên bề mặt da. Nó sẽ có những cái lớp sưng ở trên bề mặt da này. Nên là các sản phẩm mà muốn thẩm thấu được vào trong da chúng ta nó phải loại bỏ cái tế bào sưng đấy. Tức là nó sẽ phải loại bỏ, phải rửa mặt và tẩy da chết trước. Thì lúc này chúng ta mới có thể là đưa các sản phẩm nó thẩm thấu vào được. Đấy là cái nguyên tắc đầu tiên. Tức là phải có cái đường dẫn thì sản phẩm nó mới vào. Nếu như mà chúng ta trực tiếp chúng ta bôi lên trên bề mặt thì nó sẽ không có tác dụng. Đấy là cái nguyên tắc đầu tiên. Cái nguyên tắc thứ hai mà mình muốn chia sẻ cho mọi người khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm để mà chăm sóc da đó là gì? Đó là những cái sản phẩm mà ở cái dạng serum, dạng dung dịch thì chúng ta sẽ bôi lên trước. Và những cái sản phẩm dạng lotion hay là dạng kem thì chúng ta bôi vào sau. Thì đấy là cái nguyên tắc để mà cái dạng serum thì cái khả năng nó sẽ là thẩm thấu tốt hơn so với những cái dạng kem. Bởi vì kem nó có thể là tồn tại ở trên da chúng ta nó được lâu hơn. Nên là khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta đặt một câu hỏi là một cái kem dưỡng và một cái serum dưỡng, cái nào bôi trước thì chắc chắn là cái serum nó sẽ phải được bôi lên trước, sau đó thì chúng ta mới được bôi kem. Bởi vì khi mà chúng ta bôi cái kem lên ấy, thì lúc mà chúng ta bôi serum lên ấy, thì nó sẽ không đi vào trong da chúng ta nữa mà nó bị chồng ở bên trên lớp kem chúng ta. Và chúng ta sẽ phải sử dụng cái dạng serum trước để cho nó thẩm thấu vào da trước. Sau đó thì chúng ta mới bôi cái dạng kem của chúng ta. Thì đấy là cái nguyên tắc thứ hai khi mà chúng ta dùng những sản phẩm và chăm sóc da. Cái nguyên tắc thứ ba nữa để mà chúng ta sử dụng nó nữa là gì trong cái quá trình mà chúng ta chăm sóc da? Là chúng ta sẽ phải có các sự lựa chọn ưu tiên. Ưu tiên ở đây tức là gì? Tức là trên bề mặt da của chúng ta, cái gì là được ưu tiên trước thì chúng ta sẽ phải lựa chọn nó để chúng ta làm trước. Ví dụ như là da của chúng ta vừa muốn chống nắng, vừa muốn trẻ hóa da, vừa muốn điều trị mụn chẳng hạn. Thế thì trong ba cái tác dụng đấy thì cái điều trị mụn nó sẽ là được ưu tiên số 1. Và trong các sản phẩm để mà chúng ta bôi lên trên bề mặt da thì chúng ta sẽ ưu tiên sản phẩm kem điều trị mụn được bôi trước để cho nó thẩm thấu trước. Sau đó thì mới bắt đầu đến những sản phẩm mà dưỡng hay là chống nắng phía sau. Chúng ta sẽ phải hình dung là cái nào nó được ưu tiên trước thì chúng ta sẽ phải lựa chọn nó trước cái đã. Chứ không thể nào mà chúng ta bôi cái kem chống nắng rồi chúng ta mới bắt đầu chúng ta bôi kem mụn được. Bởi vì cái chống nắng ưu tiên nó phía sau của cái việc mà chúng ta muốn điều trị mụn. Thì ở đây cái những cái phương pháp mà liên quan đến trị liệu chúng ta sẽ dùng trước, sau đó thì mới bắt đầu đến những cái liên quan đến vấn đề chăm sóc. Cái nguyên tắc thứ tư khi mà chúng ta dùng để mà chăm sóc da đó là gì? Đó là hạn chế cái tình trạng làm sao khi mà chúng ta đưa các sản phẩm vào nó làm loãng cái nồng độ của chúng ta ra. Nó sẽ làm loãng cái nồng độ. Ví dụ như là cái nồng độ của HA, tức là hyaluronic acid, để mà có khả năng thẩm thấu trong da chúng ta, nó là 1,5%. 1,5 cho đến 2%. Thế thì các bạn không thể nào mà dùng HA cộng với một cái sản phẩm gì đấy nữa để mà chúng ta cho vào. Nó lại làm loãng cái sản phẩm của chúng ta đi. Nó sẽ làm loãng cái sản phẩm của chúng ta. Hay là chúng ta sẽ có những cái sản phẩm liên quan đến điều trị nám chẳng hạn. Hydroquinone với nồng độ 4%. Và chúng ta vừa mới bôi xong chúng ta lại bôi thêm một cái sản phẩm khác nữa ngay lập tức như thế thì nó làm cho các sản phẩm chúng ta nó sẽ bị loãng đi và cái nồng độ nó sẽ bị thay đổi và cái kết quả nó không còn nữa. Thì đấy là những cái nguyên tắc khi mà chúng ta điều trị hay là chúng ta chăm sóc da của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhớ lại là bốn cái nguyên tắc khi mà chúng ta sử dụng đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải nhớ, không biết là nhớ là 4 hay 5 nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ nhắc lại, đầu tiên là gì? Phải loại bỏ, phải có đường dẫn thì sản phẩm mới vào. Tức là phải tẩy da chết, phải rửa mặt thì mới bắt đầu bôi sản phẩm khác. Đấy là nguyên tắc đầu tiên. Nguyên tắc thứ hai, nhớ comment xuống nha. Chúng ta comment xuống để làm sao chúng ta có thể là nhớ hơn. Một là comment, hai là chúng ta đi lấy giấy bút đi. Ok, dừng lại để lấy giấy bút nào.
A few moments later. Ok, chúng ta lại tiếp tục nè. Nhiều người vẫn chưa lấy giấy bút đâu nha. Yeah boy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ, cái bước 1 là phải làm sao có cái đường dẫn thì sản phẩm này vào, tẩy da chết hoặc là rửa mặt. Đấy là có những cái bước đầu tiên như thế. Cái thứ hai nữa là gì? Cái nguyên tắc là những cái sản phẩm mà dạng dung dịch, dạng gel thì được ưu tiên trước so với những cái sản phẩm mà dạng kem, dạng lotion, để mà cái khả năng nó thẩm thấu của nó. Cái nguyên tắc thứ ba nữa là gì? Quên mất rồi. What? 2 hours later. Cái nguyên tắc thứ ba trong cái quá trình mà chúng ta chăm sóc da, đó là phải ưu tiên cái sản phẩm nào điều trị thì chúng ta phải ưu tiên trước. Chúng ta phải biết được cái gì mà sản phẩm ưu tiên, rồi bắt đầu đến cái sản phẩm dưỡng. Và cái nguyên tắc cuối cùng khi mà chúng ta chăm sóc da đó là gì? Đó là chúng ta hạn chế cái việc mà làm loãng các nồng độ sản phẩm của chúng ta. Tức là khi mà chúng ta bôi những cái sản phẩm vào, chúng ta có thể là chờ một lúc cho nó thẩm thấu rồi bắt đầu bôi sản phẩm khác. Tránh trường hợp mà chúng ta bôi chồng lên nhau nó làm loãng các sản phẩm ra, thì lúc này nó sẽ không có kết quả chúng ta được. Thì đấy là cái mà cái bốn nguyên tắc để mà chúng ta biết trong cái quá trình chăm sóc da. Từ bốn nguyên tắc đấy, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào cái việc mà chúng ta tự chăm sóc da tại nhà của chúng ta, đúng không ạ? Thế thì cái đầu tiên, bất kể khi mà chúng ta chăm sóc da, chúng ta làm cái gì, đầu tiên, bước đầu tiên là gì? Phải có rửa mặt cái đã. Chúng ta sẽ phải có cái bước đầu tiên, đó là chúng ta phải rửa mặt cái đã để mà làm sạch ở trên bề mặt da của chúng ta. Chúng ta có thể là rửa mặt xong rồi đối với cái phương pháp mà rửa mặt chúng ta ở đây ấy, thì nó lại tùy vào từng cái loại da khác nhau. Các bạn sẽ để ý như này, nếu như mà da dầu, các bạn sẽ phải sử dụng những sản phẩm mà dạng bọt. Nó sẽ có một trong những cái cách để mà chúng ta rửa mặt ấy. Một lại có những cái nguyên tắc để chúng ta rửa mặt là gì? Đấy là nguyên tắc 60 giây. Phải đủ 60 giây thì chúng ta mới làm sao sạch hết toàn bộ mặt da của chúng ta được. Các bạn có thể là xem thêm cái video về nguyên tắc 60 giây để có thể làm chăm sóc da của chúng ta của bác sĩ Ngọc. Cái thứ hai nữa là gì? Là chúng ta nên sử dụng những dạng sữa rửa mặt mà dạng bọt. Dạng bọt thì nó sẽ là tốt hơn. Một là các bạn sẽ sử dụng những dạng bọt. Hai là các bạn sẽ phải cho lên tay, sau đó chúng ta đánh bông thành bọt rồi chúng ta bắt đầu chúng ta rửa mặt. Nếu như mà chúng ta bôi trực tiếp cái sản phẩm kem hoặc là sữa rửa mặt lên trên bề mặt rồi chúng ta bắt đầu chúng ta mới xoa, chúng ta mới đánh ở trên bề mặt đấy, thì nó sẽ có hai cái ảnh hưởng trên bề mặt da chúng ta. Thứ nhất là gì? Là cái thao tác mà chúng ta chà như thế này này, thì nó sẽ làm đẩy cái chất bẩn đi vào trong chúng ta. Nó đẩy cái chất bẩn, cái cơ chế để mà loại bỏ cái chất bẩn ở trên bề mặt da của chúng ta là gì? Đấy là cái sức căng mặt ngoài của cái bọt của chúng ta, nó sẽ làm đẩy hết toàn bộ cái chất bẩn đấy. Nhưng mà nếu như mà khi mà chúng ta đưa lên trên này ấy, mà nó chưa kịp tạo bọt ấy, mà khi mà chúng ta đẩy như này thì thứ nhất là nó sẽ không sạch được. Cái thứ hai nữa là cái thao tác như thế nó có thể là đẩy cái chất bẩn vào. Nếu như mà chúng ta chưa có bọt ngay lúc đấy mà chúng ta rửa mặt liên tục thì nó sẽ đẩy cái bọt vào bên trong của chúng ta. Thì đấy là một số những cái cách để mà chúng ta biết được trong cái quá trình mà chúng ta rửa mặt. Một số cái lưu ý nữa là gì? Đó là có nhiều người chúng ta sẽ sử dụng những cái máy rửa mặt hoặc là một số những cái công cụ khác để chúng ta rửa mặt ấy. Thì chúng ta sẽ lưu ý là đặc biệt đối với dành cho da dầu ấy, thì hạn chế những cái máy rửa mặt mà có sự chà sát ở trên bề mặt da. Bởi vì chính cái động tác chà sát như thế nó sẽ tạo ra cái phản ứng viêm và nó làm cho tăng cái nhiều dầu hơn. Các bạn có thể là sử dụng một số những cái máy rửa mặt mà dạng cái lông nó mịn, hoặc là dạng dùng sóng để mà nó rung thì là ok. Nhưng mà nếu như mà dạng chà sát thì chúng ta hạn chế. Nhiều trường hợp như là cái sơ mướp ấy, kiểu như thế. Và chúng ta khi mà chúng ta chà lên ấy, thì nó sẽ làm cho da chúng ta nó sẽ bị dễ bị kích ứng, cũng như là dễ bị cái tăng tiết bã hay là tăng dầu của chúng ta. Ngoài ra nữa thì một số, nó có một cái là tuyệt đối chúng ta không được phép đưa lên mặt để mà chúng ta rửa mặt, đó là gì? Đó là tuyệt đối không được phép sử dụng cái bánh xà phòng để mà rửa mặt. Bởi vì cái bánh xà phòng ấy, nó cái nồng độ kiềm của nó rất là cao, và chính cái bánh xà phòng nó làm cho da chúng ta trở nên khô hơn. Thứ nhất là nó khô, thứ hai là nó rất là dễ bị nhạy cảm, bị kích ứng sau đấy. Thì đấy là cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ phải rửa mặt cái đã. Sau khi mà chúng ta rửa mặt xong thì lúc này nó có thể làm thay đổi cái nồng độ pH của chúng ta trên bề mặt da. Rửa mặt rồi đến tẩy da chết hay là cân bằng da rồi tẩy da chết vậy? Quên mất rồi. Sau khi mà chúng ta xong cái bước đầu tiên là cái bước rửa mặt rồi, thì chúng ta sẽ có cái bước thứ hai, đó là tẩy da chết. Tại sao chúng ta lại phải đưa cái bước thứ hai này vào? Bởi vì thực tế mà nói là những cái tế bào sưng ở trên bề mặt da chúng ta ấy, tế bào da chết chúng ta ấy, nó sẽ không bị làm loại bỏ bằng những cái sữa rửa mặt cho chúng ta. Những cái sữa rửa mặt nó chủ yếu là nó kiểm soát dầu trên bề mặt, nó làm chất bẩn ở trên bề mặt, nhưng mà những cái tế bào sưng ấy thì nó lại không được loại bỏ. Bởi vì thế chúng ta sẽ phải cần có thêm một cái sản phẩm gọi là tẩy da chết để làm sao mà chúng ta loại bỏ được hoàn toàn ở trên bề mặt da chúng ta nữa. Thì đối với những cái sản phẩm mà tẩy da chết ở đây ấy, thì tùy từng cái nồng độ chúng ta, hoặc là tùy vào cái da của chúng ta. Các bạn có thể là tẩy da chết một tuần một lần hoặc một tuần hai lần, thì nó cũng có thể giúp cho chúng ta loại bỏ hoàn toàn tế bào chết chúng ta ở trên bề mặt. Một trong những cái lưu ý ở đây thì bác sĩ Ngọc khuyên các bạn là chúng ta nên sử dụng những phương pháp mà tẩy da chết hóa học thì nó là tốt hơn. Tẩy da chết hóa học là gì? Là người ta sẽ dùng những cái dạng mà hóa chất để người ta đưa lên trên bề mặt để mà loại bỏ những cái tế bào chết ở trên bề mặt. Còn đối với tẩy da chết cơ học là gì?
vật lý dạng cơ học hay dạng vật lý là người ta sẽ dùng một cái tác động cơ học, ví dụ như dạng trà sát ở trên bề mặt này này, để cho nó bong ra trên bề mặt. Thì cái động tác mà chúng ta trà sát mà tẩy cho chất dạng vật lý ấy, một là người ta sẽ dùng một cái gì đấy trà sát, hoặc là có những cái dạng kem mà khi mà chúng ta sữa rửa mặt mà khi mà chúng ta sờ lên nó có dạng hột hột đấy, thì khi mà chúng ta rửa mặt chúng ta trà sát ấy, thì nó cũng có thể là loại bỏ tế bào chết cho chúng da chúng ta, nhưng mà nó có nguy cơ nó gây bị kích ứng, nó có nguy cơ gây kích ứng đặc biệt là đối với những tình trạng da dầu chúng ta ấy. Nên là một lời khuyên của bác sĩ Ngọc là chúng ta nên sử dụng những sản phẩm mà tẩy da chết hóa học thì nó sẽ là tốt hơn. Hóa học ở đây thì nó lại có làm hai loại. Thứ nhất đó là tẩy da chết dạng dành cho da dầu thì thường nó là acid salicylic. Còn đối với cái thường mà dành cho da khô, da thường, da khô thì chúng ta có thể là sử dụng cái sản phẩm tẩy da chết dạng AHA. Còn cái kia thì là BHA. Da dầu thì là BHA. Chúng ta phải dùng cái dạng BHA thì nó mới tan được trong dầu. Nếu như nó không tan được trong dầu thì nó không loại bỏ được dầu và không loại bỏ tế bào chết ra. Thì các bạn sẽ phải lưu ý chỗ đấy. Thế thì nhiều người mới đặt câu hỏi cho bác sĩ Ngọc là sẽ có những trường hợp mà da hỗn hợp thì sao? Tức là vừa dầu và vừa khô thì sao? Thế thì chúng ta có thể, nhiều người cũng sẽ nghĩ là chúng ta có thể là dùng cái sữa rửa mặt dạng BHA ở những cái vùng dầu, ví dụ như một trán này. Còn đối với cái dạng AHA thì ở hai bên này thì cũng được, thì các bạn cũng có thể là thử theo cái như thế. Còn nếu như mà chúng ta không làm được kiểu đấy ấy, thì chúng ta sẽ chọn cái sản phẩm mà dạng BHA nha. Nếu như mà da hỗn hợp thì chúng ta vẫn lựa chọn là BHA giống như là da dầu, chứ không chúng ta không chọn cái sản phẩm mà AHA. Thì đấy là cái bước tiếp theo của cái quá trình mà chúng ta rửa mặt ở trên bề mặt da chúng ta, là làm sạch trên bề mặt da. Sau khi mà chúng ta sau cái bước thứ hai để mà làm sạch da rồi ấy, thì lúc này nó sẽ gặp một cái vấn đề, đó là cái độ pH ở trên bề mặt da chúng ta nó sẽ bị thay đổi. Cái quá trình mà chúng ta rửa mặt, chúng ta tẩy da chết, nó làm cho độ pH ở trên bề mặt da chúng ta thay đổi. Và chúng ta sẽ phải cần cân bằng cái độ pH ở trên bề mặt da chúng ta. Thì để mà cân bằng cái độ pH ở trên bề mặt da chúng ta thì chúng ta sẽ cần có một cái sản phẩm, đó là dạng toner, để mà cân bằng cái độ pH ở trên bề mặt da chúng ta. Tuy nhiên thì đối với cái giai đoạn mà toner ấy, thì có rất là nhiều người cho rằng là có nhiều quan điểm nói về việc mà có nên dùng cái toner hay không. Một số quan điểm là không nên dùng toner, bởi vì người ta sợ là trong cái toner ấy, nó có cái dạng cồn khô ấy, nó sẽ làm gây kích ứng da chúng ta. Nhưng mà thực tế là chúng ta vẫn nên dùng cái toner, nhưng mà dùng cái toner mà không có thành phần cồn ở trong đấy nhé. Chúng ta sẽ hạn chế cái thành phần cồn khô ở trong cái toner đấy thì nó sẽ không bị kích ứng. Cái tiếp theo nữa là gì? Đó là sau khi mà chúng ta dùng cái toner rồi, chúng ta bắt đầu đến cái bước thứ ba rồi, đúng không ạ? Chúng ta đến bước thứ tư. Cái này nó hơi dài nha. Cái video này nó sẽ là khá là dài cho các bạn, nhưng mà để mà chúng ta biết được cái quá trình chăm sóc thì các bạn cố gắng là xem hết cái video để chúng ta biết được cái cách mà chúng ta sẽ chăm sóc như thế nào. Sau cái bước thứ ba, chúng ta sang bước thứ tư. Bước thứ tư ở đây ấy, thì chúng ta lại theo cái nguyên lý, theo lúc nãy các nguyên lý lúc nãy, đúng không ạ? Nguyên lý đầu tiên là phải làm sạch da thì bắt đầu mới dùng các sản phẩm. Thì đấy chính là lý do mà tại sao chúng ta lại có rửa mặt và tẩy da chết trước. Thì đấy là cái đầu tiên. Sau đó thì khi mà rửa làm sạch mặt như thế, nó làm bị thay đổi nồng độ trên bề mặt da, chúng ta phải cân bằng cái pH lại thôi. Và bây giờ đến cái bước tiếp theo, nó là gì? Là chúng ta sẽ theo cái nguyên tắc là gì? Ưu tiên về trị liệu trước. Chúng ta sẽ phải ưu tiên về cái phương pháp về trị liệu trước. Cái phương pháp nào ưu tiên thì chúng ta sẽ dùng trước. Thế thì ở đây, sau khi mà chúng ta dùng toner xong thì bắt đầu cái bước thứ tư của chúng ta là nếu như mà da chúng ta có các tình trạng bệnh lý gì thì chúng ta xử lý nó ở giai đoạn này. Nếu như có tình trạng bệnh lý, chẳng hạn như nếu như mà da chúng ta bị mụn thì chúng ta sẽ dùng kem mụn ở bước này. Chúng ta da bị nám, chúng ta có thể là dùng serum hoặc là kem nám ở bước này. Nếu như mà có cả serum cả kem nám thì chúng ta lại dùng cái serum trước rồi mới bôi cái kem nám sau. Bởi vì lại theo cái nguyên tắc là serum thì khả năng thẩm thấu nó sẽ là tốt hơn. Thế thì ở cái bước thứ tư của chúng ta là chúng ta sẽ ưu tiên đến cái phương pháp mà trị liệu ở trên bề mặt da chúng ta. Nếu như mà chúng ta không có cái trị liệu gì cả, chúng ta không có cái vấn đề gì trên bề mặt da cả, thì chúng ta lại bỏ qua bước thứ tư, đúng không ạ? Chứ không nhất thiết là ai chúng ta cũng phải dùng cái như thế. Không nhất thiết là cứ phải có bước thứ tư, bởi vì bước thứ tư liên quan đến bệnh lý mà. Nếu như mà chúng ta không có bước bệnh lý thì chúng ta sẽ bỏ qua bước thứ tư. Chúng ta sang cái bước thứ năm. Ở cái bước thứ năm ấy thì là nó sẽ liên quan đến những cái sản phẩm mà chống oxy hóa hay là tăng sinh collagen cho da chúng ta. Thế thì ở cái bước thứ năm ấy thì mục tiêu của chúng ta để làm cho da chúng ta trở nên trẻ hóa lại, làm cho da chúng ta trở nên trẻ hóa, thì đối với cái bước này chúng ta sẽ sử dụng một số những sản phẩm mà có khả năng chống oxy hóa cho da. Một số sản phẩm mà có khả năng chống oxy hóa như là retinol này, niacinamide này hay là vitamin C này, thì đấy chính là những sản phẩm mà chúng ta sẽ được bôi vào ở cái bước thứ năm. Nếu như mà có cả dạng serum và dạng kem thì serum sẽ bôi trước rồi kem sẽ là bôi sau. Các bạn vẫn có thể là bôi hai thứ cùng lúc được, không sao cả. Chúng ta có thể là bôi serum trước một lúc, sau đó thì bắt đầu chúng ta mới bôi kem. Thì đấy là cái bước để mà chúng ta có thể là bôi lên trên bề mặt da chúng ta những cái sản phẩm mà chống oxy hóa hay là giúp cho da chúng ta trở nên trẻ hóa da hơn. Xong cái bước thứ năm rồi, chúng ta bắt đầu chuyển sang cái bước thứ sáu là gì? Đó là chúng ta sẽ cấp ẩm cho da chúng ta.
Bởi vì cái việc mà chúng ta cũng là trong cái việc mà trẻ hóa da thì một trong những cái trẻ hóa da là cái việc mà cấp ẩm nó cũng rất là quan trọng cho da chúng ta. Thì ở cái bước thứ 6 ở đây là chúng ta sẽ sử dụng một số những sản phẩm mà liên quan như là HA, hyaluronic acid hoặc là những cái sản phẩm mà ngoài HA chúng ta có thể là sử dụng cái sản phẩm khác như là cái kem dưỡng để nó cấp ẩm cho da chúng ta. Ở cái bước cấp ẩm này ấy, thì chúng ta lại lưu ý một số những cái trường hợp mà da khác nhau. Ví dụ như là đối với dạng da mà da dầu ấy thì các bạn nên sử dụng cái sản phẩm mà cấp ẩm cái dạng dung dịch. Dạng dung dịch thì nó là ok hơn. Còn nếu như mà dạng kem ấy, mà dạng cái dạng đậm đặc ấy, thì nó lại nguy cơ rất là dễ bị nổi mụn. Da thường, da khô thì lại ưu tiên cái dạng kem hơn. Còn nếu như mà da dầu, da mụn thì là chúng ta ưu tiên cái dạng dịch hơn, dung dịch hơn. Thì các bạn có thể là sử dụng cái dạng mà thành phần là HA, hyaluronic acid, hoặc là các bạn có thể là sử dụng những cái sản phẩm mà liên quan đến cái kem dưỡng của chúng ta. Thì đấy là ở cái bước thứ 6 là chúng ta dưỡng da. Và bắt đầu chúng ta sang cái bước thứ 7. Đó là bảo vệ da chúng ta. Thì đối với bước này chính là cái việc mà chúng ta dùng kem chống nắng. Dùng kem chống nắng. Thì ở cái việc mà dùng kem chống nắng thì chúng ta lại lưu ý cái nữa là nếu như mà da dầu thì chúng ta sẽ dùng những sản phẩm mà kem chống nắng để mà hạn chế cái tình trạng bít tắc lỗ chân lông. Mà nó hạn chế cái tình trạng mà nó nổi mụn lên. Thế thì một số những cái sản phẩm mà đối với da dầu ấy thì các bạn có thể là kem chống nắng, các bạn có thể là sử dụng một số những cái kem mà có thành phần tầm SPF 30, ví dụ như là cái kem này chẳng hạn. Nó có cái kem này thì nó sẽ phù hợp cho cả da dầu và cả da mụn, da khô chúng ta nó đều dùng được bởi vì nó là SPF 30. Ở trong cái kem này thì nó cái kem chống nắng là bản chất là kem chống nắng vật lý nên là nó sẽ phù hợp đối với da nhạy cảm. Nhưng mà trong cái thành phần kem chống nắng vật lý ấy thì nó lại chỉ có cái thành, ví dụ như là trong cái thành phần kem chống nắng vật lý ấy thì nó có kẽm oxit và titanoxit, thì trong cái này nó lại chỉ có mỗi là kẽm oxit không. Thực ra là cái titan dioxit ấy, đấy là cái thành phần mà dễ làm cho da chúng ta dễ bị bít tắc, nên là ở trong cái sản phẩm này thì gần như là nó chủ yếu là thành phần là kẽm oxit không thôi, thì nó sẽ giúp cho da chúng ta vừa bảo vệ. Thực ra cái khả năng bảo vệ của nó thì lại không thể nào bằng những cái sản phẩm hóa học được, nó không thể nào bằng những cái sản phẩm mà SPF tầm 50 được. Nhưng mà so với cái việc mà một cái SPF tầm 30 thì bảo vệ được 96%, so với cái kia 98% thì ok, những sản phẩm kem chống nắng như này thì nó cũng có thể là giúp cho da chúng ta được bảo vệ, nó sẽ là rất là tốt rồi. Thì đấy là cái việc mà chúng ta sẽ dùng kem chống nắng. Nhưng mà nếu như ban ngày thì chúng ta dùng kem chống nắng, còn buổi tối thì lại không cần. Buổi tối thì chúng ta thay vì kem chống nắng chúng ta chỉ dừng lại ở cái bước dưỡng ẩm thôi là ok rồi. Và nếu như ban ngày các bạn có thể dùng kem chống nắng, hoặc là có thể là thêm cái bước thứ 8 nữa, đó là chúng ta sẽ trang điểm. Thế thì đây chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta sẽ nhắc lại các bước của chúng ta nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại để chúng ta sẽ hạn chế tránh là bị quên. Thứ nhất là gì? Đó là chúng ta sẽ vừa hiểu được cái nguyên lý trong cái quá trình mà chúng ta chăm sóc da. Thứ nhất là phải làm sạch để mà tạo ra cái đường dẫn vào cái đã thì sản phẩm mới vào được. Cái thứ hai nữa là gì? Là chúng ta sẽ ưu tiên những cái sản phẩm nào mà dạng lỏng chúng ta sẽ bôi trước, dạng kem chúng ta bôi sau. Cái thứ ba là chúng ta ưu tiên những tình trạng bệnh lý chúng ta xử lý trước và những cái tình trạng mà chăm sóc dưỡng chúng ta xử lý sau. Và cái cuối cùng là hạn chế cái tình trạng mà bôi chồng chéo lên nhau. Nó làm cho cái tình trạng là dễ bị loãng cái nồng độ chúng ta và nó không có cái kết quả chúng ta nữa. Thì đấy là nguyên tắc. Cái tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có 8 bước để mà chăm sóc da. Bước 1 là chúng ta dùng cái sản phẩm mà sữa rửa mặt. Sau cái bước sữa rửa mặt chúng ta có thể là dùng cái tẩy da chết. Sau tẩy da chết thì chúng ta bắt đầu chúng ta dùng toner để chúng ta cân bằng cái độ pH. Và sau cái bước toner thì chúng ta bắt đầu đến cái bước là để mà trị liệu. Thì tùy ai có trị liệu chúng ta trị liệu, còn không thì chúng ta bỏ qua cái bước trị liệu. Chúng ta bước thứ 5 đó là cái bước về chống oxy hóa hay là trẻ hóa da. Thì một số những sản phẩm như là retinol hay là vitamin C, niacinamide. Bước thứ 6 đó là cái bước về cấp ẩm cho da thì chúng ta có thể là dùng cái serum HA hoặc là kem dưỡng. Bước thứ 7 đó là chúng ta dùng kem chống nắng. Và bước cuối cùng đó là chúng ta trang điểm. Thì nếu như mà ban ngày thì chúng ta bỏ qua cái bước chống nắng và trang điểm, mà nếu như mà không có bệnh lý gì cả thì lại bỏ qua cái bước 4 là bước trị liệu. Thế thì đấy chính là cách để mà chúng ta có thể là tự đưa ra các bước để chúng ta làm sao chăm sóc da cho nó phù hợp nhất cũng như là có kết quả nhất. Thì hy vọng là cái video này mặc dù nó hơi dài nhưng mà nó có thể là giúp cho các bạn có thể là hiểu hết tổng thể tất cả những cái bước trong cái quá trình mà chúng ta chăm sóc da. Các bạn có bất kể câu hỏi nào các bạn cũng có thể là comment xuống ở bên dưới cái video này, sau đó thì bác sĩ Ngọc sẽ trả lời dành cho các bạn. Đừng quên là đăng ký kênh YouTube của bác sĩ Ngọc để chúng ta có thể là cập nhật những cái video mới nhất hàng ngày. Ok, bye bye. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.